Chào tất cả bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tiến hành vẽ các hình chiếu trục đo của một cái vật thể tương đối đơn giản dựa trên ba cái hình chiếu dựa trên các hình chiếu thẳng góc của nó. Thì như chúng ta học cái phần lý thuyết, thì chúng ta thấy rằng trong vẽ kỹ thuật sẽ có một số cái hệ trục đo mà chúng ta hay dùng. Đầu tiên đó là hệ trục đo vuông góc đều. Cái hệ trục đo này thì các hệ số biến dạng theo các trục O, X, O, Y, O, Z là P và Q, R thì đều bằng nhau vào 1. Thế còn các góc trục đo alpha, beta và gamma thì bằng nhau bằng 120 độ. Đây là cái hệ trục đo thường dùng nhất vì nó khi vẽ vật thể dựa theo hệ trục đo này thì vật thể nó sẽ cân đối và giống thật nhất. Ngoài ra chúng ta còn dùng một số những cái hệ trục đo khác. Ở đây đó là hệ trục đo vuông góc cân. Hệ trục đo vuông góc cân này thì các cái hệ số biến dạng trục theo trục x của trục z tức là p và r sẽ bằng nhau vào bằng 1. Còn hệ số biến dạng theo trục Y là Q thì sẽ bằng 0,5. Thì các cái góc trục đo này thì chúng ta có thể tính được, ví dụ như cái trục X, O, X này, nghiêng với đường nằm ngang một góc 7 độ 10 phút. Như vậy thì góc giữa O, X và O, Z sẽ là 97 độ 10 phút. Còn trục O, Y nghiêng với đường nằm ngang một góc 41 độ 25 phút. Thế cho nên là nó sẽ nghiêng với O, Y và O, Z sẽ nghiêng với nhau một góc đó là 131 độ 25 phút. Đấy. Thế thì cái hệ trục đo vuông góc cân này thì sẽ sử dụng khi mà hệ trục đo vuông góc đều này khi vẽ cái vật thể trong hệ vuông góc đều, vật thể nó bị biến dạng, không thể hiện được đầy đủ các cái bản chất, các cái đặc trưng của vật thể. Đấy, thì người ta sẽ vẽ trong hệ trục đo vuông góc cân. Ngoài ra còn có một cái hệ trục đo khác chúng ta cũng hay dùng, đó là hệ trục đo xuyên góc đứng cân. Xuyên góc đứng cân này thì các cái hệ trục cũng giống như hệ trục đo vuông góc cân này. Hệ xuyên góc đứng cân này, hệ số biến dạng của trục X và trục Z bằng nhau bằng 1. Còn hệ số biến dạng theo trục Y sẽ bằng 0,5. Thế và cái góc OX, OZ này thì sẽ bằng 90 độ. Cái góc này thì nó sẽ song song đặc trưng của cái mặt phẳng này, của cái hệ trục đo này, đó là khi chúng ta vẽ các hình trục đo mà có những đường tròn nằm trên những mặt phẳng mà song song với mặt phẳng ở X, Y, Z thì cái đường tròn đấy khi vẽ trong hình chiếu trục đo này sẽ hiện nguyên hình là đường tròn chứ không bị biến thành ellipse. Đấy, và như vậy thì nếu như chúng ta có nhiều vật thể, chúng ta có nhiều lỗ trục tròn thì người ta sẽ ưu tiên vẽ ở trong cái hệ trục đo xuyên góc đứng cân này để không phải vẽ ellipse nó nhiều mà chúng ta sẽ cắm góc pa và quay đường tròn trực tiếp thôi. Bây giờ thì tôi sẽ minh họa cái vẽ cái hình chiếu trục đo vuông góc đều trước bằng cái đề bài tập này. Thì ở đây chúng ta đã có ba cái hình chiếu đứng bằng cạnh của cái vật thể, một cái vật thể đơn giản này. Thì bây giờ các cái bước chúng ta tiến hành vẽ cái hình chiếu trục đo của cái vật thể này như thế nào? Thì bước đầu tiên đó là chúng ta phải gắn cái hệ tọa độ trục đo này, gắn cái vật thể này vào cái hệ tọa độ đề các vuông góc ở trong không gian. Đấy, thế thì ở đây tôi sẽ tách cái hình này xuống bên dưới để tôi vẽ cho dễ. Như đây, tôi sẽ bỏ kích thước đi. Đấy, để cho nó thoáng hình và để minh họa cho dễ. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây tôi đã gắn cái vật thể này vào cái hệ trục tọa độ đề các OXYZ vuông góc. Thì trong đó các bạn sẽ nhìn thấy ngay, tức là ở trên hình chiếu bằng đây, cái trục OX đây. Còn đây trục OY. Thế còn cái trục OZ là cái trục thẳng đứng vuông góc với cả cái mặt đất. Đấy, trục OZ để hướng lên thẳng lên trời. Đấy, thì trên hình chiếu đứng thì OZ O1, Z1. Còn dưới hình chiếu bằng thì O2 sẽ trùng với cả cái trục Z2. Đấy, thế còn OX2, OY2. Còn trên hình chiếu đứng thì là OX1 đây. Thì OY1 lại vuông góc với cả cái P1. Đấy. Thì đây là tôi đã gắn cái vật thể này vào trong cái hệ trục tọa độ đề các vuông góc OXYZ. Vậy, thế ở đây thì cái việc góc ô các bạn chọn ở đâu thì tùy đề bài. Với những cái đề mà nó không đối xứng thì các bạn nên gắn góc ô này vào góc của vật thể. Còn với các cái đề mà vật thể nó đối xứng thì các bạn có thể lựa chọn cái việc là gắn góc ô vào chính giữa cái tâm của cái giao của hai cái trục đối xứng của vật thể đấy cũng được. Đấy, cái đấy thì tùy. Trong trường hợp này với cái đề này tôi gắn cái góc ô của cái hệ tọa độ đề các này vào góc góc trên bên phải ở trên cái hình chiếu bằng này, gắn vào góc trên bên phải, góc trong cùng đấy của cái vật thể để tiến hành vẽ cái hệ trục đo này. Thế thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái hệ trục đo, đây là hệ trục đo vuông góc đều để vẽ. Đấy, cái hệ trục đo vuông góc đều đây. Tôi sẽ phóng to cái này lên. Sử dụng cái hệ trục đo này. Tôi minh họa.
Đấy, tôi sẽ xóa những cái này đi. Phóng to cái này lên cho các bạn xem. Tôi phóng hẳn to lên như này cho các bạn dễ hình dung. Thực ra thì các bạn sẽ không cần khi vẽ, các bạn sẽ không cần vẽ mấy cái mũi tên và cái o x o y o z này, vì sau này tôi vẽ thì cũng cần tẩy đi thôi. Còn nếu bạn nào đã nhớ rồi, các bạn không cần vẽ. Đây tôi cứ để nguyên si để các bạn tưởng tượng cho nó dễ thôi. Tôi xóa cái gốc ô này đi cho nó đỡ bị rối hình. Thế bây giờ tôi bắt đầu vẽ cái hình chiếu trục đo này. Thế thì ở đây thì trong AutoCAD thì nó có cái chế độ vẽ cái hỗ trợ cho cái hình chiếu trục đo vuông góc đều nó thuận tiện, thì tôi sẽ chuyển sang cái chế độ vẽ trục đo bằng phương pháp vuông góc đều trong AutoCAD. Đấy. Còn trong các hệ trục đo khác thì tôi sẽ tiến hành vẽ thủ công thì nó sẽ mất thời gian hơn, trong CAD vẽ thủ công sẽ mất thời gian hơn. Đấy. Chọn hệ isometric. Như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là hiện giờ là đây là con trỏ của tôi, đây nó đã nghiêng một cái góc, hai con trỏ nó nghiêng, hai cái sợi tóc con trỏ đã nghiêng theo cái góc, đây là mặt phẳng nằm trên mặt phẳng OXY. Đấy, thế còn đây nó đang nghiêng theo cái mặt phẳng XYZ. Thế còn đây nó nghiêng theo mặt phẳng đây là YZ. Đấy. Thế bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta vẽ. Thông thường thì khi chúng ta tiến hành vẽ cái vật thể này thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ các cái vật thể từ cái vật thể lớn trước, chúng ta đục dần để ra cái vật thể sau cùng. Thì với cái hình này các bạn sẽ tiến hành vẽ cho tôi một cái khối hộp chữ nhật ôm toàn bộ cái vật thể này trước, ôm toàn bộ cái vật thể này trước. Đấy, vậy thì ở đây tôi sẽ tiến hành vẽ một cái hình chữ nhật. Thế thì trước tiên là khối hộp chữ nhật đã nhé. Tôi sẽ vẽ cái mặt bằng này trước, sau đó tôi sẽ dựng cái chiều cao này lên nhé. Tức là mặt bằng này kích thước của nó là bao nhiêu thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay kích thước của cái mặt bằng đây này, đây là 67 này. Đấy, cái chiều này là 67, còn cái chiều chiều này là 36. Đấy, vậy thì ở đây cái hệ trục cái cạnh này đây 36 đúng không? Đây, tôi ghi kích thước để các bạn sẽ nhìn thấy cạnh này là 36, ở đây là tôi đang vẽ theo tỷ lệ 1:5 trên 1. Đấy, cạnh này sẽ là 36. Thì các bạn sẽ thấy rằng là trên cái trục OI này nhá. Trục OI đây. Tôi sẽ lấy một cái đoạn bằng 36 ở trên cái này. Đây là tôi vẽ theo cái vì cái này là đang hình chiếu thẳng góc này, đang vẽ tỷ lệ phóng to cho nên khi vẽ đây đương nhiên nó sẽ nhỏ hơn so với hình chiếu thẳng góc. Vì hình chiếu thẳng góc thì tôi không nhân. Tôi cứ vẽ theo tỷ lệ 1:1 để cho đỡ phải ngồi tính toán nhiều nhá. Vậy thì ở đây tôi sẽ tiến hành vẽ một cái đoạn. Đấy. Các bạn thấy là đây tôi vẽ trên này một cái đoạn không? 36. Đấy, đoạn 36 đây. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ vẽ bằng cái nét đậm để các bạn dễ theo dõi. Thế còn thực tế khi các bạn vẽ trên giấy các bạn nên vẽ mờ trước nhé. Và đánh dấu các cái điểm đấy bằng các cái dấu chấm để thấy dễ theo dõi. Còn đây thì trên CAD tôi sẽ vẽ đậm để các bạn nhìn cho nó dễ. Đấy, còn các bạn là sẽ vẽ mờ trước, sau khi vẽ hoàn chỉnh mới tô đậm. Đây, tôi sẽ vẽ cái đoạn này 36. Đấy, đoạn này là dài 36 nhé. Thì đương nhiên rằng là nó sẽ ngắn hơn cái này rồi, vì đây là vẽ theo tỷ lệ 1:1, còn thằng này đang là thực ra là cái đoạn này là nó phóng lên 1,5 lần cái đoạn 36 này. Thực ra nếu mà đo theo kích thước theo cùng một cái, đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi đo cái đoạn này, các bạn sẽ thấy này, đây là 36 này. Còn thằng này tôi phóng 1,5 lần nó sẽ thành 54. Đấy, không vấn đề gì. Đây tôi sẽ vẽ nó thu nhỏ đi nhá. Đấy thì kích thước thằng này là 36 này. Đấy. Thế còn cái kích thước chiều này. Kích thước chiều này là 67. Thì ở đây tôi sẽ vẽ cái cạnh này đúng không? Song song với cả cái trục OX. Song song trục OX để ra cái điểm này này. Đấy thì tôi sẽ vẽ song song trục OX. Và nhập độ dài đây là 67, đo ra 67 đúng không? Đấy.
Thế và tôi vẽ lại vẽ một cái đoạn 36 song song đoạn này. Tôi sẽ cắt cái vị trí này ở đây. Đúng không? Hạ này song song nhau. Thế thì tôi sẽ có được cái đế. Cái đế của khối chữ nhật đấy. Đấy, cái đế này. Sau đó tôi dựng cái chiều cao theo cái trục OZ tôi dựng lên. Thì chiều cao của nó sẽ là bằng đây 30. Đấy, chiều cao 30. Vậy thì ở đây tôi sẽ dựng cái này lên, đây là vẽ thẳng lên là 30. Đấy. Thế thì chúng ta sang đây. Cái đoạn này thì các bạn cứ việc vẽ song song những cái này đúng không? Ta vẽ song song thôi. Đấy. Vẽ song song này. Thế. Đấy, như vậy là các bạn thấy là tôi đã vẽ xong được cái hộp. Cái hộp này nó sẽ ôm toàn bộ cái vật thể này, đúng không? Lát nữa chúng ta sẽ đục dần đi, nó sẽ xuất hiện cái hình dáng của cái vật thể. Bây giờ sau đó thì đây là cái vật thể chủ nhé, vật thể chính. Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ các vật thể thành phần. Cái vật thể thành phần đầu tiên này, các bạn sẽ thấy đây chúng ta sẽ có đây là chính là cái lỗ trụ đâm xuyên qua đúng không? Thì chúng ta phải định vị, thứ nhất là chúng ta phải định vị được cái tâm của cái lỗ trụ này là bao nhiêu. Tâm lỗ trụ này thì chúng ta đục từ mặt trước ra mặt sau, đục từ mặt trước này, đục ra mặt sau. Đấy, thế thì chúng ta sẽ vẽ cái lỗ trụ này ở trên cái mặt này, vẽ cái đường tròn ở trên mặt này. Sau đó chúng ta sẽ đục xuyên từ trước ra sau. Thì cái đường tròn này thì bán kính đây là 20 nhé, bán kính là 20, à đường kính 20 xin lỗi. Và cái tâm của đường tròn này định vị thì nó cách đáy đây này 15 này, và cái cách cái cạnh này này là bằng 20. Đấy, như vậy là cái tâm đường tròn đây nó sẽ cách cái cạnh, nó sẽ song song với cạnh đáy này. À, ở cái vị trí này từ cạnh đáy lên đây là 15. Vậy thì tôi sẽ vẽ một cái đường thẳng lên trên này là 15. Và nó sẽ cách cái cạnh biên này một khoảng bằng 20. Vậy thì tôi sẽ cách copy cạnh biên này đúng không? Tôi vẽ một cái đoạn song song, đây trên giấy các bạn sẽ vẽ song song sang 20. Thì hai cái đường này nó sẽ cắt nhau cho chúng ta được cái tâm của cái đường tròn trụ đo ta cần cần vẽ, là chính là cái điểm này, là giao của hai cái đường này nhá. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn muốn vẽ được cái này, cái đường tròn này thì các bạn sẽ phải vẽ cho tôi một cái hình hình bình hành ngoại tiếp cái đường tròn đấy đúng không? Như vậy tức là ở đây thì bình thường thì các bạn sẽ phải cái hình bình hành này thì cái cạnh đây nó sẽ là dài 20 đúng không? Vì phi đây là phi 20 mà. Đấy, đường tròn này thì các cạnh này sẽ là dài 20. Ví dụ ở đây thì chúng ta có cái đường thẳng ở chính giữa đây, cái trục ở cái vị trí này thì nó sẽ copy sang mỗi bên 10 một nửa thôi. Sang đây 10 này. Sang đây là các bạn vẽ song song 10 này. Đấy, còn đường này cũng lên 10 này. Và xuống 10 này. Đấy, là song song như thế. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có cái hình bình hành đấy. Tôi sẽ xén đi cho các bạn theo dõi. Nó sẽ như này. Đấy. Đấy, cái hình bình hành của ta sẽ như này nha. À, và các bạn sẽ tiến hành vẽ một cái ellipse bằng phương pháp 8 điểm nội tiếp bên trong cái hình bình hành này. Thế thì đấy là cái quá trình các bạn tiến hành vẽ đấy, các bạn dựng tam giác vuông cân đúng không? Rồi các bạn cắm compa vào đây quay xong rồi bắn song song để cắt các đường chéo tại các điểm cộng thêm 4 điểm này, chúng ta uốn bằng thước cong ra được cái ellipse này. Thế nhưng ở đây thì ở trong CAD thì tôi có cái lệnh vẽ nó nhanh hơn. Thì tôi dùng cái lệnh vẽ cho nhanh nha. Đấy. Ở đây thì tôi vẽ đường tròn trục đo trong CAD cho nó nhanh. Đấy, trong CAD nó hỗ trợ cái phương pháp vẽ cái đường tròn trục đo trong hệ vuông góc đều rất là nhanh như này. Đấy. Thì tâm đường tròn thì chính là cái giao cái vị trí cách đáy ha, là 15 và cách cạnh này là 20. Đấy. Như vậy tôi vẽ xong rồi nha. Tôi xóa những cái đường phụ trợ này đi và xóa những cái này đi. Đấy. Thế còn các bạn thì khi các bạn vẽ tay ấy, thì các bạn không nên xóa ngay, mà nếu các bạn cũng cần phải là giữ cái đường bao này, chúng ta kẻ song song những cái đường đường thẳng cho nó tiện. Đấy, ví dụ như là ở đây thì các bạn có thể là vẽ song song cái này ra mặt sau như này.
Đấy, nên ta sẽ có một cái lỗ rộng đục xuyên suốt. Các bạn sẽ thấy những cái đường sinh của nó sẽ chạy như này, đúng không? Đấy, những cái đường này sẽ cái phần tròn này có cái trụ này, lỗ trụ này nó sẽ có những cái đường sinh. Đấy, những cái đường sinh. Cái đường sinh như này. Đấy. Thế thì khi các bạn tiến hành vẽ cái trục đo bổ 1/4 có thể các bạn sẽ cần thiết. Thế nhưng trong cái bài này chúng ta không tiến hành vẽ bổ 1/4. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái phần này toàn bộ về sau nó sẽ khuất hết, không nhìn thấy. Thì các bạn không cần vẽ nhá. Đấy, thì vấn đề này chúng ta không cần vẽ cái phần phía sau này. Đấy, ta chỉ cần vẽ phần phía trước này thôi. Thế sau khi vẽ xong phần phía trước này, tôi xóa luôn những cái đường phụ trợ này đi cho đỡ rối hình. Đấy, tôi vẽ xong cái đường tròn trục đo này rồi. À, thế thì ở đây các cái cạnh của những cái phần khuất phía sau này này, đấy, của câu chữ nhật này này, thì bây giờ các bạn cũng có thể xóa luôn để cho nó đỡ rối hình, vì chúng ta biết rằng là nó không bổ nó ra, nó sẽ không lộ ra, thì các bạn có thể xóa luôn nhé. Như vậy là tôi đã vẽ xong được cái lỗ trụ này. Đấy, hình chữ trục đo của nó là đường tròn. Bây giờ chúng ta tiến hành vẽ các vật thể thành phần kế tiếp, đấy là cái miếng hình nêm này. Miếng hình nêm này. Đấy, miếng hình nêm. Cái miếng hình nêm là cái hình chiếu đứng của nó đây. Còn cái hình chiếu bằng của nó đây. Đấy, nó là cái hình này. Đây là cái miếng hình tam giác. Đấy, nó đặt được cái vị trí chính giữa. Thì thực chất ra cái miếng hình nêm này đặt vào cái vị trí này thì là trước tiên là phải đục vát. Chúng ta phải đục vát một cái miếng hình nêm khác ở cái vị trí này. Đây, chúng ta phải đục vát một cái miếng hình nêm khác ở cái vị trí này. Tôi vẽ tương đối thôi nhá. Đấy, các bạn sẽ phải đục cái phần miếng hình nêm này đi. Đấy, các bạn tưởng tượng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xác định các cái vị trí cần phải xác định cái vị trí điểm này này. Cái điểm này này. Và cái điểm này này. Lấy mốc để ta vẽ cái đường chéo này. Ta đục đi. Thì cái vị trí những điểm này kích thước nó bao nhiêu? Các bạn xem ở đây. Cái vị trí cái điểm này này. Cái cạnh này. Các bạn tưởng tượng chúng ta sẽ đục là đục đục hết nhá. Chúng ta sẽ đục hết một lượt một cái miếng cái mảng chéo này, đục từ đằng mặt trước đục hết ra mặt sau. Thế thế nên rằng là chúng ta sẽ lấy ở cái mặt trước này một cái vị trí cái điểm này này. Đây này, nó sẽ cách cái đáy đây là 10, đúng không? Đấy, cách đáy đây là 10. Từ cái biên ngoài cùng này lên đây là 10, cái vị trí này. Đây, lên 10. Thế thì chúng ta cứ vẽ lên trên này thôi. Lên đây 10 đơn vị. Đúng không? Thì nó chính là cái điểm này này. Thế còn cái điểm này. Điểm này thì ta lấy ở đâu? Kích thước của nó ở đâu? Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây vị trí này thì kích thước ở đây chúng ta sẽ lấy kích thước 67 này. Chúng ta phải có cái kích thước của cạnh này dài bao nhiêu? À, thế thì vì ở đây cái hình này đây có cái trục đối xứng. Thì các bạn thấy ngay tức là chỗ này là trục đối xứng thì bên này đây là 20 thì cái chỗ này sẽ là cái chỗ còn lại này cũng sẽ là 20, tức là 40. Đây trục đối xứng hai bên đối xứng nhau mà. Thế cho nên rằng là đây cái chỗ từ cái mép này từ điểm này đến đây thì sẽ là 40, hoặc nếu không các bạn thích lấy từ mép bên này thì sẽ là 67 trừ 40 thì sẽ còn đoạn này sẽ là 27 nhé. Tùy các bạn lấy mép nào cũng được. Thì ở đây tôi sẽ lấy cái vị trí tính từ mép bên này đi. Tôi lấy sang, tôi tính từ đây này. Tôi copy sang đây. Tôi sẽ vẽ một cái cạnh song song và cách cái cạnh biên này bằng 27. Đấy, tôi sẽ copy sang đây. 27. Đấy, tôi sẽ có cái điểm này. Điểm này. Thế và tôi sẽ nối hai điểm này với nhau. Đấy. Như vậy là tôi sẽ có được cái miếng đục này. Phần đục này. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành là tôi kẻ kẻ song song. Ở trong CAD thì tôi copy rất là nhanh thôi. Tôi sẽ copy như này là ra. Đúng không? Đấy, thế nhưng mà các bạn ở trong vẽ tay thì các bạn sẽ phải kẻ song song như này. Thế. Ở trên này các bạn sẽ kẻ song song này. Đấy, tức là bạn sẽ kẻ song song các cạnh này song song nhau. Đấy, xong rồi các bạn ra được hai điểm này các bạn nối lại. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được cái phần bị đục đi, đúng không? Thì sau khi ra cái phần bị đục đi rồi thì chúng ta sẽ xén luôn đi. Đấy, các bạn xóa cái phần thừa đi. Xóa đi. Đấy, xóa cái này đi. Như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là xóa những cái đường phụ trợ đi nữa. Các bạn sẽ thấy cái hình dáng của vật thể này sẽ như này, đúng không?
Thế nhưng mà ở đấy chúng ta mới khoét được cái phần trống này thôi. Thì chúng ta còn thấy rằng người ta còn khoét hai cái phần hai bên này này. Đây này, đối xứng này, phía trước và phía sau này. Đấy, đây và đây. Vậy thì ở đây cái phần đối xứng này người ta khoét đi thì khoét đi bao nhiêu? Các bạn sẽ thấy rằng kích thước này là 36, kích thước này là 24. Vậy thì 36 trừ 24 chúng ta sẽ có được là 12 và chia đôi thì mỗi cái này sẽ dài 6 nhá. Mỗi cái này sẽ dài 6. Tức là đục vào 6. 6 ly. 6 ly thì ở đây các bạn sẽ lấy ở trên cái phần này nha. Ngay đục vào 6 ly. Và đục vào 6 ly là đục bằng đúng cái miếng hình hình tam giác ở cái vị trí này. Đấy, tức là đây các bạn sẽ có một cái miếng hình tam giác ở cái vị trí này. Đây, đúng không? Đây chính là cái tiết diện tam giác đấy. Thì người ta sẽ lấy ở hai phía lấy vào 6 ly, đục vào 6 ly. Vậy thì ở đây các bạn chỉ việc vẽ cạnh song song này đây, đúng không? Sau đó các bạn vẽ song song vào 6 ly. Đấy, 6 ly như thế này. Đấy, các bạn đo song song vào 6. Đấy, thì chỗ này chúng ta sẽ copy vào đây. Bên này cũng vậy, đúng không? Bên này các bạn cũng sẽ lấy vào 6 ly. 6 ly. Đấy, thì các bạn cũng sẽ vẽ các cái này song song. Đây thì CAD người ta dùng lấy copy sẽ nhanh. Các bạn vẽ tay thì các bạn sẽ tiến hành là kê cái thước song song để mà vẽ. Như vậy chúng ta sẽ có được hai cái phần tiết diện này đúng không? Thế và ở đây thì chúng ta tiến hành là tô những cái gờ này đúng không? Đấy, thì cái phần bên ngoài này thì dễ rồi. Xóa đi một cái thì ta sẽ thấy ngay phần đục. Còn phần bên này thì cái phần G này nó sẽ bị khuất, cho nên ta không cần phải phải vẽ làm gì. Chúng ta nhưng ở đây thì chúng ta vẫn cần phải có một cái cạnh này chúng ta vẽ vào đây này. Đấy, cạnh này thì nó chạy đến đây này. Nó sẽ bị cái cạnh này che đi. Cho nên là chúng ta sẽ xé được cái đoạn này thôi. Đấy, dừng đây. Còn G này thì chúng ta sẽ xóa đi. Và ở đây chúng ta còn thiếu một cái cạnh đập xuống này đúng không? Đấy, nó sẽ song song với cạnh này. Đâm vào đây. Thì các bạn xóa cái này đi. Đấy. Và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái phần này và phần này thực ra là nó bị khuất. Đấy, thì chúng ta cũng xóa đi. Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta đã vẽ được cái hình chiều trục đo vuông góc đều của cái vật thể này. Đấy, của cái vật thể này. Thì cái hình chiều trục đo chúng ta không thể hiện nét khuất, cho nên ta không vẽ cái phần phần đường bao khuất ở trên hình chiều trục đo. Đấy. Thế còn khi bổ ra 1/4 nó nếu cần thiết phải thể hiện là phần lỗ rỗng bên trong, người ta sẽ vẽ hình chiều trục đo, hình cắt trục đo bổ 1/4. Đấy. Thì đây là cái hệ trục đo vuông góc đều. Cái hệ trục đo này thì đương nhiên các bạn sẽ thấy rằng vật thể nó sẽ cân đối và nó giống thật nhất. Nó giống thật nhất. Đấy, đây là hệ vuông góc đều. Thì với cái hệ vuông góc đều này thì khuyến khích các đề các bạn nên sử dụng để vẽ cái vật thể cho đẹp. Nhưng nếu như một số đề mà một số trường hợp mà chúng ta thấy là vẽ hệ vuông góc đều này mà vật thể nó biến dạng thì các bạn nên vẽ trong hệ vuông cân hoặc là hệ hệ sin góc đứng cân. Thì biến dạng thế nào là biến dạng thì các bạn xem cái phần lý thuyết của cái hệ trục đo các bạn sẽ biết nhé. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã vẽ xong cái hệ trục đo vuông góc đều rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách vẽ cái hình chiều trục đo của vật thể này theo hệ sin góc đứng cân. Thì ở đây tôi chọn cái hệ sin góc đứng cân này là cái trục y nghiêng với các cái trục nằm ngang một góc là 40 nhâm độ. Và các bạn lưu ý cho tôi tức là cái hệ số biến dạng ở trong cái hệ sin góc đứng cân thì hệ số biến dạng theo trục x và trục z tức là p và r bằng 1, còn q hệ số biến dạng theo trục y sẽ là bằng 0,5 tức là còn lại 1/2. Thế thì ở đây chúng ta cũng giống như cái hình chiều trục đo trong hệ vuông đều, chúng ta sẽ vẽ cái khối hộp chữ nhật ôm toàn bộ cái vật thể này trước. Thì đầu tiên tôi vẽ cái đáy của hộp chữ nhật trước. Cái đáy này thì một chiều đây là theo chiều đây là trục OI, đây là 36. Thì nhớ rằng OI là chúng ta hệ số biến dạng co lại 1/2 thì chúng ta chỉ còn lại là 10, 18 thôi. Như vậy đây tôi sẽ vẽ đây là chỗ này là 18 thôi. Cạnh này hệ số biến dạng co lại 1/2 còn 18. Thế còn cạnh theo trục OX, OX này, cạnh này thì là bằng 67. 67 thì
ta đo 6,7 bình thường. Đấy. Thì ở đây là cái đáy của cái khối hộp chữ nhật đấy. Ta chỉ việc vẽ song song. Sau đó nó dựng cái chiều cao. Chiều cao của chúng ta đây là 30. Đúng không? À, chúng ta đưa lên 30. Đấy. Thế và đây tôi copy cho nhanh. Các bạn thì các bạn sẽ tiến hành là vẽ song song tất cả những cái cạnh này, ta kê thước ta vẽ song song. Thế còn đây thì tôi dùng lên copy cho nhanh. Đấy, ta vẽ được cái khối hộp lớn nhất ôm toàn bộ cái vật thể này. Bây giờ ta sẽ đục cái phần hình nêm miếng tam giác này đi. Cái miếng hình nêm này thì ta thấy rằng là để lấy được kích thước của nó, ta lấy được cái mốc điểm này và điểm điểm này. Điểm này thì cách đáy đây là 10. Còn ở cái vị trí này thì ta nhìn thấy hình chiếu bằng đây là 67 này, trừ 20 này, xong lại trừ thêm 20 nữa này. Đoạn này đây là cũng là 20 nhá. Đấy. Ở đây thì 67 trừ 40 thì sẽ còn là đoạn này sẽ là 27. Vậy thì ở đây cạnh này ta copy sang, ta vẽ song song sang đây là 27. Còn cạnh này copy lên 10. Như vậy là chúng ta nối hai điểm này lại với nhau, ta ra được cái tiết diện cần phải đục đi. Đấy, chúng ta sẽ tẩy cái phần này đi. Rồi, bây giờ các bạn vẽ song song sang phía bên kia. Đúng không? Đấy, các bạn kẻ song song sang phía bên kia cũng một cái hình như thế này. Và chúng ta kẻ nối hai cái điểm này lại, nối hai điểm này lại. Ra được cái phần tiết diện đục. Sau đó thì chúng ta sẽ tẩy phần này đi. Đấy. Đây là đục đi. Sau đó thì các bạn hình dung là chúng ta sẽ đục tiếp vào hai bên. Đục tiếp vào hai bên. Đấy. Mỗi bên là đục sâu vào đây là 36 trừ 24 là 12 chia đôi là 6. Thế nhưng mà cái phần đục này thì các bạn nhớ cho tôi là đục song song theo cái phương trục OI nhé, đục song song theo phương OI. Cho nên là ở trên hình trục đo đây chúng ta sẽ vẽ là đục vào mỗi bên là 3 thôi, 6 chia đôi, 0,5 có 6 là 3. Vậy thì ở đây các bạn nhớ đo vào ở bên trong này đây là 3 thôi. 3. Đấy. Cái đoạn này đây nó sẽ chỉ bằng 3 thôi nhé. Thế thì các bạn đo trên đấy là 3 và các bạn vẽ song song vào. Bên kia cũng vậy, tương tự. Các bạn cũng đo từ đầu mút này ra 3. Sau đó các bạn cũng vẽ song song. Đấy. Và các bạn xóa những cái phần nào mà chắc chắn là đã khuất đi nhé. Thì với cái hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy là phần này và phần này sẽ mất đi này. Cạnh này sẽ mất đi này. Thế còn G này vẫn xuống vẫn còn này, đúng không? Nhưng nó bị khuất thì chúng ta không cần phải vẽ nữa. Vẽ thì cũng mất công tẩy. Còn mặt bên này thì xóa này đi. Đấy. À, ở đây tôi sẽ xóa những cái trục này, trục này, trục này. Những trục này là trục khuất đi cho nó đỡ rối hình. Đấy, thì các bạn hình dung rằng đây tôi đục vào hai bên. Mỗi bên đây là 6. Thế nhưng mà trên nền chiếu trục đo thì nó song song theo phương OI nên tôi đục vào mỗi bên là 3 thôi nhé. Đấy. Thì đấy là cái phần hình nêm hai bên. Còn cái lỗ trụ này thì đơn giản nhất này. Lỗ trụ này các bạn sẽ thấy lỗ trụ tròn xoay thẳng đứng này đục xuyên từ trước sang sau. Thì vì nó nằm trên cái mặt phẳng song song với cả mặt phẳng XOZ, song song mặt phẳng XOZ. Cho nên rằng là ở đây thì các bạn sẽ xác định tâm của cái lỗ trụ này. Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn. Vì cái thằng này nó song song mặt phẳng XOZ thì trên cái hệ trục đo này, khi mặt phẳng XOZ này là mặt phẳng này là nó hiện nguyên hình. Nên là cái đường tròn này cũng hiện nguyên hình, không bị biến dạng thành cái hình elip. Thì tâm của này ta đã làm một cái phần này rồi, xác định rồi đúng không? Thì cách đáy 15, còn cách biên đây là lấy vào đây là 20 đúng không? 20. Đấy thì xác định được cái tâm này. Vậy thì ở đây các bạn chụp x này. Lấy vào đây là 20. Còn cái này lên 15. Thì ở đây có cái tâm này rồi, ta không phải vẽ cái hình vuông ngoại tiếp nữa mà ta cắm compa vào đây. Cắm compa vào cái vị trí này luôn. Chúng ta vẽ một cái đường tròn. Đây là phi 20 thì bán kính là 10. Đấy, xóa này đi. Đấy, như vậy là cái đường tròn này hiện nguyên hình. Thế và
Sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra xem ta có nhìn thấy cái vành của cái lỗ trụ ở đâm ra phía mặt sau này, có nhìn thấy cái vành của cái phần đục ở đằng sau không. Các bạn cũng đưa đây vẽ song song. Ở đây tôi copy cho nhanh. Còn các bạn đây, các bạn định vị ở phía sau cái mặt sau này nhá. Copy đây lên 15, copy đây sang là 20. Các bạn cộng cắm con ba vào thì các bạn sẽ thấy rằng cái vành phía sau đây nó sẽ lộ ra một phần. Đấy, như vậy thì đây chúng ta sẽ tiến hành là xóa cái phần thừa bị khuất đi. Đấy, thì chúng ta coi như là đã vẽ xong được cái lỗ trụ. Thì đây là cái hình chiếu trục đo xiên góc đứng cân. Còn đây là hệ vuông góc đều. Thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái hình chiếu trục đo vuông góc đều thì cái vật thể đây là nó nhìn nó cân đối và nó giống thật hơn. Còn hệ xiên góc đứng cân này thì vì cái hệ số biến dạng theo cái trục OI này sẽ co lại còn 0,5 nên nhìn cái vật thể nó hơi bị co lại, hơi bị hẹp theo cái chiều trục Y một chút. Đấy. Những ưu điểm của cái hệ xiên góc đứng cân này, tức là những cái đường tròn nằm trên cái mặt phẳng song song trục XYZ là hiện nguyên hình đường tròn, cho nên chúng ta vẽ rất là nhanh. Như vậy trong video này tôi hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta tiến hành vẽ cái hình chiếu trục đo. Đây là vuông đều và xiên góc đứng cân của một cái vật thể dựa trên hai cái hình chiếu thẳng góc của nó. Với những cái vật thể phức tạp hơn thì các bạn cũng phân tích cái vật thể đấy lần lượt thành các vật thể thành phần đơn giản, sau đó tiến hành đục dần từng bước một thì chúng ta cũng sẽ ra được cái vật thể cuối cùng như này. Thì hy vọng qua video này các bạn chúng ta đã nắm được cách vẽ được cái bước vẽ được cái hình chiếu trục đo đấy như thế nào cho nó hợp lý. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, các bạn có thể chia sẻ cho các bạn khác để chúng ta cùng thảo luận. Và nếu các bạn có ý kiến gì cần thắc mắc giải đáp, các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới, tôi sẽ tiến hành giải đáp thắc mắc cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.